Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái chuyên đề nhỏ, đó là tìm công thức phân tử của một hợp chất thông qua cái giá trị N lớn ha. Thì cái đây là một cái kiến thức đơn giản thôi, nhưng mà nhiều khi thì khi mà bước đầu vô học hóa hữu cơ thì các em sẽ nhiều khi không quen lắm. Thì cô có một cái clip nhỏ giới thiệu nhanh cho các em. Ở đây thì cô cho một số các cái hợp chất của hydrocarbon, thì mình có ancan, anken, ankin và aren. Thì để đầu tiên á, các em làm được những câu này thì việc đầu tiên là các em phải thuộc được cái công thức tổng quát ha, cái công thức tổng quát của các cái hợp chất này. Thì cô nhắc nè, các cái công thức đầu tiên mình xuất phát đó là ancan, thì các em phải thuộc đó là ancan là CN H2N cộng 2. Được chưa? Đây là cái công thức gốc ban đầu. Rồi, anken thì nó có một cái nối đôi, cho nên nó giảm đi 2 hydro. Như vậy công thức của mình còn lại là CN H2N. Đó. Rồi, tiếp ankin là có một cái nối 3. Đúng không? Có nối 3 thì nó tương đương là 2 nối đôi. Như vậy là cứ một nối đôi là giảm đi 2. Vậy 2 nối đôi thì giảm đi 4. Như vậy em lấy cái công thức chuẩn ban đầu này nè, em trừ cho 4. Như vậy là 2 mà trừ cho 4 thì còn lại trừ 2. Như vậy là CnH2n trừ 2. Được chưa? Còn cái aren, aren là gì? Aren nè. Aren là những cái hợp chất mà nó có cái vòng thơm. Thì một vòng thơm của các em thì nó sẽ có 3 cái nối đôi và một cái vòng. Vậy mình coi có thể hiểu như là độ bất hòa là 4, đúng không? Hoặc là nhiều bạn nghĩ là nó có 4 cái nối đôi thì mình cũng tạm chấp nhận. Vậy thì số hydro sẽ giảm đi 8. À, vậy bây giờ em lấy cái công thức chuẩn ban đầu này em trừ cho 8. Trừ cho 8, như vậy công thức của mình sẽ còn lại là CnH2n trừ 6. Đó là cái cách mà thuộc cái công thức tổng quát một cách nhanh nhất ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cho các cái M lớn này bằng cái giá trị mà đề bài đã cho. Thì mình sẽ tính nè, 12 nhân N, carbon là 12 ha, H là 1, như vậy ở đây là 2N cộng 2 sẽ bằng 72. Vậy mình sẽ suy ra được là N bằng 5. Vậy em sẽ suy ra được công thức là C5H12. Được chưa? Vậy là xong, rất là đơn giản thôi các em. Tiếp, đối với lại là anken thì là 12N cộng 2N. Vậy ta có là 14N bằng 28. Vậy suy ra là N bằng 2. Vậy ta có công thức là C2H4. Được ha em ha. Tiếp, bây giờ đến là ankin. Ankin có công thức như thế này. Thì là đây, nó cũng giống thôi. Nó là 14N. Đây, cái khúc này là 14N này các em. Rồi, trừ 2. H là 1. Vậy đây là trừ 2. Sẽ bằng 40. Vậy cô suy ra là N bằng 3. Vậy cô có công thức là C3H4. Được chưa? Và chất cuối cùng, CnH2n trừ 6. Ta có là 12N cộng 2N trừ 6 bằng 92. Là 14N bằng 98. 98 mà chia cho 14 thì có thể là nó sẽ bằng 7, được không? 7. Vậy thì ra N bằng 7. Vậy cô công thức là C7H. Mình thế lại ngược vô đây ha. 7 nhân 2 là 14, 14 trừ 6, vậy là C7H8. Đó, như vậy là xong. Thì các em nhớ là mình phải thuộc các cái công thức tổng quát ha, và tính các M lớn cho nó phù hợp, chính xác.